Rồi trở về kho nha, để là tối anh xuống. Tối xuống là ghi địa chỉ toa đàng hoàng, giờ nhiều quá không biết đường đâu. Chào tất cả anh em nha, trở lại với kênh YouTube Máy Dầu Dương ha. Giờ này là chuyến cuối cùng của ngày ha. Em giới thiệu anh em sơ bộ qua một số máy hiện tại nha. Em bán cho anh em giá đặc biệt cho anh em nè, gần Tết nết đến nơi này. Con này con GA75 này ha. GA75 này anh em bỏ tiền 6 triệu em báo nó bánh cho anh em nè. Nó hơi lem lem một chút xíu nha. GA75 bao zin bao chạy nha. Con này Mitsubishi 7 chốt cho anh em 5 triệu ha. 5 triệu Mitsubishi 7 ha, bao zin nha. Cái cụ nước cậu VB xích nè, em sẽ hàng cụ nước cho anh em nha. Để dày hàng luôn nha. Đó là Mitsubishi 7 ha, 5 triệu thôi ha. Con dầu mới trang nha. Anh em khỏi vì lo, đảm bảo mình chỉ đảm bảo zin chất lượng cho anh em thôi. Bên ngoài thì anh em cứ lựa chọn. Chà, con máy này cái bô lửa còn trắng tinh anh em ha. Rất là ok. Con này là con Giang Ma gì con này. Con này H60 nha anh em. Có đề này ha. H60 có đề này ha. Con máy này còn rất là đẹp anh em. Con này giá nó cũng rẻ thôi. Dầu ha. Vừa đề vừa quay ha. Anh em nào mua liên hệ em này. Dè bánh chân Hùng Nguyên Suy này. Giang Ma này. Là số mười con này rơi tầm cỡ 50 mấy ký anh em nè, hơn 50 ký nha, tầm cỡ đó ha. Con có NF này có đề em bán rẻ cho anh em này ha. Con này thực sự bên Nhật là nó xài sao mà này? Nó sơn phủ nè, đen thù lùi sâu đít nè ha. Nó có đề này, bao zin bao chạy nha. Con này NF AD7 nha, bét kim anh em nha. 6 ngựa 7 ngựa này, đường tua 2000 ngựa này. Con này đảm bảo chạy cho anh em ha, đảm bảo chất lượng cho anh em. Mà thông bên Nhật nó cắt cái áo gì nó cắt vậy anh em, nó hơi xấu thôi. Rồi chốt cho anh em một cái một á, anh em không phải trả giá nè, thùng dầu ok ha. Cái này là hàng này là mình bán giá ok cho anh em này. Màu mè nó hơi xấu thôi nhưng mà mình đảm bảo chất lượng ha. Đấy, lưới đằng sau mất luôn ha. Rồi con này chốt cho anh em 6.7 bao ship ha. 6.7 bao ship. Thùng dầu bao ha. Bao toàn bộ cho anh em, vừa có đề này ha. Đấy, nó sơn đen dưới thấy không? Sơn đen dưới thấy không? NFAD7 bét kim mà mua 6.7 thì anh em khỏi suy nghĩ nha. Cái bô e nó còn rất là đẹp nha. Bô e nó còn rất đẹp nè ha. Đấy, ok chưa? Nước còn ha. Nước là đảm bảo anh em luôn ha. NFAD7 bét kim. Rồi mình dẫn anh em vào trong này còn một số máy nữa ha. Thì mới có mấy ngày mà em bán trống rất là nhiều anh em nha, trống cực kỳ trống này ha. Em thấy không, bữa đi vô không được mà giờ khoảng trống là thấy không, thấy gọn gàng ha. Thì anh em nào mà cần hàng bên mình á thì cứ liên hệ mình ha. Một ngày em đi cũng khá là nhiều đơn anh em ha. Anh em giờ em quay cho anh em tham khảo nha. Anh em nào cảm thấy mà ok thì cứ liên hệ em nha, gặp Dương ha. Số điện thoại em là 0985 927 776. Đấy. Còn Zalo của em cũng là Máy Dầu Dương, YouTube của em cũng là Máy Dầu Dương. Số điện thoại em là cũng là số tài khoản của em nha, ngân hàng ACB. Anh em nào mua thì cứ liên hệ em cọc hàng ha. Nếu anh em mà cọc để mà chính xác ok chuẩn á thì anh em cứ ghi dưới cái nội dung chuyển tiền dùm em cái là cọc con máy gì ha. Nhiều khi cho nó em dễ nhận biết ha. Chứ một ngày có nhiều khi cọc 6-7 người, 7-8 người không biết người này cọc máy gì. Em phải điện tới, điện lui rồi xác minh lại cái máy này, máy kia. Đấy, thành ra là hơi mệt ha. Ví dụ như anh em mua con E7 thì nó là cọc E7, cọc máy E7, đó, đơn giản vậy. Để em biết rồi ha. Giờ hôm nay lên cho anh em này, con này con Mitsubishi 6 rất là đẹp anh em ha. Mitsubishi 6 này anh em khỏi suy nghĩ nha. Đấy. Ok chưa? Nắp glass, từ nắp glass chịu rồi, rất là ok ha. Rồi 6 triệu cho anh em nha, lấy con máy này ha. NS60 ha. NSA60 con này rơi tầm cỡ 50 kg rồi anh em ha. Đấy. Máy thì long lanh cành đào ha anh em. Đấy. Có nhiều anh em không có thích mình hay sao không biết, phải là khách hàng hay là dân buôn bán mà cứ nhiều khi vào bình luận những câu của mình không có thấy cũng không có vui lắm ha. Nói mình không uy tín thế này ha,
mình không uy tín thế này mà sao mà mình bán được à, sao mình giao hàng cho anh em mà anh em tin được à. Có nhiều khách hàng à, mua máy à, không cần cọc mà em cũng không cần lấy cọc luôn, là mấy cái ông anh là mua quen biết bên em rồi, ông có tài chuyển khoản đầy đủ luôn, không có sợ mà không có phải là mình phải ship code thế này là cái phí của mình thêm nặng thêm tí xíu. Nếu em ship code của cho các anh em thì ship code sẽ nó lấy thêm em một đơn hàng vậy là mấy chục ngàn anh em ha, anh em nên nhớ vậy. Nhiều anh em biết và thông cảm, anh em chuyển thẳng luôn không cần cọc gì. Thực sự hôm rày mấy hôm nay là có mấy ông anh là mua hàng là vừa giá bao nhiêu rồi chuyển thẳng một cái một không cần ship code gì hết chứ. Những cái hàng khách hàng mình rất là thích và là rất là muốn bán cho anh em, làm muốn làm đảm bảo rất là đảm bảo cho anh em ha. Anh em cứ mình nhiều khi mình bán, nếu mà người mà bán mà thực sự uy tín á, anh em chuyển tiền cho người ta đủ á, không bao giờ mà người ta mà dám làm bậy bạ cho anh em, mình khẳng định 100% ha. Con này là NX50 anh em nhé, NX50 này nè. Thôi giờ em mới lấy anh nha, anh em là 5.8 triệu bao ship nhá, NX A50 nhá. Đấy, con này là EA6 ha, EA6 7.5 triệu mình bao ship cho anh em, bao zin cho anh em ha. Con này NX A60, con này thì đẹp hơn ha, con này chốt cho anh em là 6.3 triệu bao ship ha. Con này là NX A50 tiếp này ha, anh em phải hiểu là NX nó khác mà NX A nó khác nha. NX thì lốc gan mà NX A lốc nhôm, nó nhẹ hơn á anh em ha, nó nhẹ nó gọn lắm ha. Con này cũng bao ship cho anh em là 5.7 triệu ha, oxy hải sản lớn này ha. Hai cục này là mình để giao rồi nha, cục này mình giao rồi nha, đó là người ta cọc mà người ta chưa lấy thôi ha, còn cục giữ thôi. Oxy nhỏ là mình về hôm nay giờ mình về rất là nhiều, mình đóng hàng cho người anh em thầy thợ mỗi lái hết cho ha. Cái dòng oxy lớn này cũng ít người xài anh em, hơi khó bán ha, nhưng mà mình phải có hàng cho anh em, phục vụ cho anh em đầy đủ ha. Đấy, này EA7 này ha. Đấy, con này là ga 85 này, Kubota ga 85 này, 8.5 HP này ha. Em cho nó lên đây cho nó gọn đi, dây là em chằng lại nó rớt một cái là lộ luôn anh em ha. Con này thiệt sự là xấu, nó xấu mà thiệt đẹp, nó đẹp, nó khá đẹp nha anh em nhé. Máy gì nữa ha, em theo em mình có khá đẹp ha. Này là Mitsubishi SD10 anh em ha, SD10 là máy mít, có nhiều nơi nó gọi là máy 10 14 anh em nhé, công suất nó 14 ngựa ha. Đấy, máy này cái gì, máy này đặc biệt, máy này rất là nặng anh em nhé, toàn đủ là toàn bộ của nó mình đồng giá sắt hết trơn à. Đấy, lốc lát hoặc là cái gì của nó toàn bằng gan hết trơn, không có một miếng nhôm nào vô đây ha, chỉ có chụp cò nó bằng nhôm thôi, còn nữa là gan hết trơn, rất là nặng ha. Máy này nó rơi tầm 160-170 kg đó, không nhẹ đâu ha. Mỗi lần anh em nào mua máy này ship về tiền cost cũng hơi nặng, nhưng mà không sao, vì máy là bọn em là bên cửa hàng Dương á, bên em á thì bán máy cho anh em là cái chuyện mà ship code là bên cửa hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm nha. Từ trước đến giờ em chưa bắt một hành khách nào mà mua hàng máy bên em mà chịu tiền ship tiền code ha, đó là lời nói đảm bảo cam đoan cho anh em ha. Xong giá là mọi cái chuyện ship code là em chịu hoàn toàn trách nhiệm, anh em không phải liên hệ, không phải liên quan gì đến ship code hết chứ. Con này là NF60. NF60 có đề nè anh em ha. Con này chốt cho anh em 8 triệu thôi, bán mẹ đi. Nó cứ nằm đây hoài rồi cũng vậy đó ha. Con này NF AD7 thôi. Bét kim có đề đẹp ha, giá 9 triệu cho anh em ha. Đây có con Mitsubishi D700 là bét kim nè anh em. Con này đằng sau đẹp đấy anh em, đằng sau là ok ha. Bét kim anh em nhá. Coi thùng dầu nha, thùng dầu cũng còn rất ok anh em nhé, mình bao không đựng thôi ha. Đấy, con này nó mẹ không quay một chút xíu anh em nhé, nhìn nó hơi kỳ một chút xíu thôi, không sao đâu ha. Rồi bán cho anh em 6.5 triệu luôn nha, 6.5 triệu này bao ship cho anh em nhé, mẹ không quay chút xíu thôi.
con gì đây? Con này Kubota ga 65. Ga 65 á anh em. Đấy. Đèn đuốc đầy đủ, nó thiếu cái bô lửa gì anh em ơi, thiếu bô lửa anh em nhé. Rồi cho anh em 5 triệu rưỡi đi, anh em lấy đi. Đảm bảo zin chạy thôi ha. 5 triệu rưỡi. Con này là Mitsubishi 7 nè, Mitsubishi 7 này vậy là em để cho anh 5 triệu ha. Anh em 5 triệu 3 ship ha. Mình bán giá mình cảm thấy có lời là mình bán này, chứ không phải phá phụng gì ai hết trơn á. Có nhiều người bình luận vào đây, bình luận không biết có ngoài nào mình phá giá. Có cái mình bán mắc, có cái mình bán rẻ thôi, chứ không phải là cái nào mình bán rẻ rẻ mà cái nào mình bán mắc hết trơn anh em nhé. Con này là con ơ chín anh em nhé. Rồi ơ chín này vụ chốt cho anh em này này, 14 triệu rưỡi giá cuối năm cho anh em, đảm bảo chất lượng cho anh em ha. Con máy này rất là đẹp mà vô duyên nha. Bữa đến giờ cũng có 2, 3, 4 người trả giá đấy, em chưa bán được ha. Còn con ga 85 này cũng ok này ha. Ga 85 như vậy em giao cho anh em 9 triệu 3 ship này. Anh em khỏi suy nghĩ ha. Mitsu 85 này. Rồi con này áo nó hơi lem lem tí xíu ha, 6 triệu rưỡi ha. Bao zin bao chạy cho anh em ha. 6 triệu rưỡi ha. Con Mitsu nước này có ông anh ở trên Đồng Tháp là mua rồi nè, ông đang chạy xuống này. Hiện tại không biết ông anh chạy tới đâu rồi nè ha. Anh giao ở Đồng Tháp anh mua con máy này rồi nè. Chút nữa ông giao anh. Con này EG80 nè ha. EG80 này chốt cho anh em là 11 triệu anh em ha. 11 triệu chốt cho anh em cái này EG80 này. Anh em đừng nhầm nhận là hôm qua là có một con là EG80 giống vậy nha. Rất là đẹp. Em bán về cho ông anh ở Đà Lạt. Nhưng mà con EG80 nó thực sự là có ông anh ở Long An ông chốt rồi, nhưng mà ông anh này quen. Ông nói để đó cho anh để bữa anh lấy. Đến khi em bán rồi ông anh điện lại nó ship con máy EG80 lên cho anh. Thì em cũng không biết là ông anh có lấy hay không, ông anh điện thoại ông anh nói vậy thôi. Cuối cùng ông anh nói là sao mà anh mới mua mà không để cho anh. Em xin lỗi anh nhé. Vì em không biết anh có lấy hay không. Con EG80 đẹp đẹp hôm qua giao về Đà Lạt thì đúng ra là bán về Long An ha. Ông anh kia chậm chân một chút xíu ha. Thì con này nó xấu hơn chút xíu, lấy tốt chốt anh em 11 triệu bao ship thôi ha. EG750 bét kim này. Đấy. EG90 này, con này rất là đẹp nha. Chị mỗi tội là chê cái con này là cậu về nó cái bô lửa nó móc mẹ lên này ha. Con này đẹp lắm. EG65 này. HX7 này. EG6 thì có 1 2 là có thùng dầu. Còn EG50 có con này cũng rất là đẹp ha. Đấy. EG90 này. Kubota Canada này. Mitsu 11 này. Cái này EG55 chuỗi nè, con này đẹp xuất sắc nè. Con này là long lanh cành đào anh em nha. Máy EG50 như vậy là long lanh cành đào anh em ha. Đó thì em review cho anh em xem cửa hàng em vừa hiện tại còn là như vậy anh em nha. Anh em đã cảm thấy mà ưng ý muốn mua thì cứ liên hệ gặp Dương ha. Con này là SD5 này, con này công suất nó 7 ngựa nè. Bao ship anh em 4 triệu 7 ha. 4 triệu 7 này. Con này SD6 nè. Con SD6 này là Mitsu 68 á anh em. Con này đẹp lắm. Con này anh em không phải chê ha. Vì cái đời này cũng lâu rồi. Thành ra là cái màu nó áo quần là màu bạ trầu ha. Nó không được sáng như các loại máy khác ha. Kiểu nó vậy thôi ha. Có con R40 này. Cũng ở đây lâu lắm này. Rồi cho anh em nào 6 triệu lấy đi anh em ơi. Bao ship, bao gin, bao chạy ha. Đấy, hàng còn... này là HX75 nước xanh còn. Có đề. HX75 này anh em chạy là ok luôn anh em. Con này là quá đẹp luôn, người đẹp anh em ơi.
Con này hắc ức 65, con này rẻ tiền hơn tí xíu, có đề luôn ha. Con này EG65 này. Đây có con EG65 xích môi anh em này ha. Anh em nào mua này, con này rất là đẹp nha. Mình đảm bảo anh em là con này đẹp lắm. Nhưng mà nó bị xích môi anh em nhá. Xích môi mình để đây hoài, mình chưa có thời gian mà mình đấy. Xích môi nhìn nó kỳ thôi chứ nó không xì phốt đâu anh em nhá. Chưa tới với phốt đâu ha. Con xích môi này bán cho anh em là 6,5 triệu thôi, ba ship cho anh em. Máy bao đẹp nha, máy đẹp lắm. Mình bỏ đi lâu lắm rồi. Kubota đàng hoàng ha. Thôi giờ em review cho anh em xem như vậy nha. Anh em nào mà cảm thấy ok ưng ý thì cứ liên hệ mình nha. Ở trên này mình có một loạt thùng nước mà bự nhiều lắm ha. Mấy cái thùng nước này không phải là thùng nước mình mua lại cũ của dân xài đâu anh em nhá. Mấy cái thùng nước này này là dân khách hàng mua máy mà người ta không có nhu cầu xài thùng nước. Đấy, trừ tiền lại nha. Để mình review coi anh em có anh em nào cần con nào để mình coi thùng nước gì này. Này đi. Này rồi 65 triệu 1. Này là 55 triệu. Thùng này là ga 85. Mình nhìn thùng là mình biết rồi anh em ơi. Thùng này là thùng này 55 triệu. Thùng này là SD5 à. Xe chống Mitsubishi 7 ạ. Thùng này là EA7, EA8 rồi là nó này. Đấy. Thùng này Mitsubishi 7 này. R100 này, Mitsubishi 7 này. HX95 này. Đấy. Còn thùng nào nữa ta? Một S90 này. Còn nhiều lắm. Mỗi bữa nhiều mà có ông anh kia ông lại mua hết trơn. Ông anh thợ á, người ta lại lựa mấy cái thùng mà đúng cái hệ của người ta xài á, người ta mua hết trơn. Giờ còn vậy đó. Trong đó cũng có một mấy số là thùng hệ, thùng không hệ ha. Thì hàng hóa của em là hiện tại là như vậy anh em nhé. Anh em nào mà cảm thấy mà có nhu cầu thì cứ liên hệ Dương ha. Địa chỉ của em là 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng ha. Gặp trực tiếp Dương ha. Liên hệ em ha. Rồi em chào tất cả anh em nhé. Em dừng xin dừng video tại đây ha. Chúc anh em buổi tối vui vẻ. Rồi chào anh em nhé.